Listen to natives. Speak like natives. World Listening Challenge. 皆さんこんにちは。ワールドリスニングチャレンジのトニーです。当チャンネルでは素敵なベトナム語学習番組を世界中から発掘してきてご紹介しています。各番組で出てきた常用ベトナム語表現をリスニングチャレンジクイズとしてご提供しています。難しいと思われがちなベトナム語を一緒に楽しく勉強していきましょう。本日の一押し番組はこれだ。1日3分ベトナム語。ベトナム語初級学習者を対象にした韓国人のための韓国語による番組です。韓国語とベトナム語のバイリンガルのタオ先生が日常でよく使われているベトナム語会話表現を毎回6つほど紹介してくれます。本日はこの番組から3つのシチュエーションで使われている会話表現を聞き取っていくことにします。問題は全部で21問あります。それでは早速リスニングチャレンジと参りましょう。Một latte đá. Một latte đá. Một latte đá. Cỡ nào ạ? Nhỏ. Cỡ nào ạ? Nhỏ. Cỡ nào ạ? Nhỏ. Gì nữa không ạ? Không.Gì nữa không ạ? Không. Gì nữa không ạ? Không. Dùng ở đây hay mang đi ạ? Mang đi. Dùng ở đây hay mang đi ạ? Mang đi. Dùng ở đây hay mang đi ạ?Mang đi. Tên gì ạ? Hiền. Tên gì ạ? Hiền. Tên gì ạ? Hiền. Cho tôi một latte đá. Cho tôi một latte đá. Cho tôi một latte đá.Cho tôi một americano đá. Cho tôi một americano đá. Cho tôi một americano đá. Cho tôi một americano nóng. Cho tôi một americano nóng. Cho tôi một americano nóng. Nhỏ, nhỏ, nhỏ. Vừa.Vừa, vừa, lớn, lớn, lớn. Mấy người ạ? Một. Mấy người ạ? Một.Mấy người ạ? Một. Gọi gì ạ? Chờ chút. Gọi gì ạ? Chờ chút. Gọi gì ạ? Chờ chút. Em ơi, cho tôi cái này. Em ơi, cho tôi cái này.Em ơi, cho tôi cái này. Đây ạ, cảm ơn. Đây ạ, cảm ơn. Đây ạ, cảm ơn. Dùng hết chưa ạ? Rồi. Dùng hết chưa ạ? Rồi. Dùng hết chưa ạ?Rồi. Cần gì nữa không ạ?
Không, tính tiền, cần gì nữa không ạ? Không, tính tiền, cần gì nữa không ạ? Không, tính tiền. Sinh tố nào bán chạy nhất? Sinh tố nào bán chạy nhất? Sinh tố nào bán chạy nhất? Sinh tố xoài ạ. Sinh tố xoài ạ. Sinh tố xoài ạ. Nhưng bây giờ hết rồi. Nhưng bây giờ hết rồi. Nhưng bây giờ hết rồi. Thế cho tôi một trà sữa khoai môn. Thế cho tôi một trà sữa khoai môn. Thế cho tôi một trà sữa khoai môn. Dạ, ít đường hay nhiều đường ạ? Nhiều. Dạ, ít đường hay nhiều đường ạ? Nhiều. Dạ, ít đường hay nhiều đường ạ? Nhiều. Cho tôi thêm trân châu. Cho tôi thêm trân châu. Cho tôi thêm trân châu. お疲れ様です。以上で今回のリスニングチャレンジは終了です。いかがでしたか？語学をマスターするには何度も何度も耳にする、何度も何度も声にすることが大切です。それでは次回の番組でまたお会いしましょう。ワールドリスニングチャレンジのトニーがお送りしました。それではまたねー。